Phật. Nam mô Tây Phương Cả Cụ Kiếp Trần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Biện Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hạ Chúng Bồ Tát Các Đại Chứng Kim Hậu Thục Niên Thập Nhất Nguyệt Thập Sân Nhật Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh Thành Phố Võ Phật. Này nữ gia đình Phật, nữ phụ gia đình thượng nhân ban đài lại nguyện thánh tăng pháp nhân hoàng bình đồng trường hoàng chính chung rằng cung trụ hoàng hướng gia nam thú biên kiên đàng phùng phật tượng phùng vị giáo Việt Nam thống nhất gia đình Phật tử phụ quả cổ chư chân linh ông vì gia Việt Nam Phật giáo thống nhất gia hội vì pháp siêu tăng vì pháp phân tăng chư tăng tự đạo cùng vì Việt Nam Phật giáo thống nhất giáo hội sáng lập viên ân chư cô vấn giáo hành đệ quả cổ dự nghiệp cùng vì Việt Nam Phật giáo thống nhất giáo hội gia đình Phật tử nhà trưởng minh trưởng bảo trợ đoàn chính ngờ nguyện vô thượng tam bảo từ bi chứng minh bằng quan kiếp độ chữ chân linh đồng thắng đạt tốt tư thần mẹ từ chúng đẳng phần nhất chủ chữ chân hương đoan thân cũng dường kiên thành cận phật nguyện đem lòng thành kính gửi theo đạo ý vân tàng phật các mười phương dường mỗi tam bảo thế trọn đời yêu đạo phật phạm tam văn cùng pháp giới chúng răng cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chỉ bác nhà trạng roi để khổ muộn mê chóng quay về bờ chẳng. Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Đạo là Phật đây giới chúng tăng thể đặc thiết chân trư từ ngã đẳng thân tình thân tư ý nhất kiến kiến lệ thần vô dư nhớ tâm đảnh lễ nam mô thần thập phương thiện pháp giới quá hiền vì thái đặc thiết chư Phật tôn pháp hiền tâm tâm tương đồ tâm bảo Phật Lâm Hoa Giáo Chủ Lương Lai Hà Thánh Thư Di Đà Phật
Đại Bi Văn Thù Đức Đại Bồ Tát Đại Ấn Bố Y Ấn Bồ Tát Ngồi Thường biến pháp giới thanh tịnh đại chúng nghe Bồ Tát kính bạch trên chư tôn đức kính thưa liệu quý vị bằng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của huynh trưởng đoàn sinh gia đình phật tử gia đình thành tâm dâng lên cúng dường tam bảo cúng dường chư tôn linh trong buổi lễ hiệp kỳ hôm nay thông qua nghi thức dân lục cúng dường. Thỉnh linh an toàn nghi thức tiến linh.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thiên chư tôn đức, kính thưa những quý vị, và hôm nay xin phép chư tôn đức cho chúng con được cử hành nghi thức lễ hành chánh cho gia đình Phật tử. Xin phép quý ông chị cho chúng em được điều khiển nghi thức cử bài ca chính thức gia đình Phật tử Việt Nam. Phật tử sẵn sàng. Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Nam mô Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh. Nam mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát, tác đại chứng minh. Phụng vì
từ Long Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Việt Nam Phật Giáo Tăng Già Bản Thệ Thượng Thủ, gia đình Phật tử Hướng Dẫn Ban Ân Sư Quý Thượng Nguyên Hạ Bỉ, Từ Đức Chơn Hiệu Hải Tánh, Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư Giác Linh Thùy Từ chứng minh. Phụng vì anh ni chư thánh tự đạo, chư tiền bối hữu công, chư vị ân sư sáng lập viên bảo trợ, gia trưởng huynh trưởng, toàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam, gia đình Phật tử, gia đình quá cố, chư giác linh chơn linh hương linh liên tòa chứng minh. Cung kính bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư đại đức ni hiện tiền chứng minh, tuyên hành pháp sự hộ niệm cho lễ kỳ siêu tưởng niệm hiệp kỳ của gia đình Phật tử, gia đình chúng con hôm nay. Kính thưa quý hình trưởng hội đồng cấp dũng, quý ban dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, quý ban dẫn các tỉnh thị, quý thân quyến của chư tôn linh, quý ban bảo trợ, quý cựu hình trưởng, cụ đoàn sinh cùng toàn thể lam viên gia đình Phật tử, gia đình hiện diện. Hôm nay ngày thánh đản đức từ thụ A Di Đà Phật, chúng con hội đủ muôn duyên lành, được sự hứa khả của hòa thượng chủ trì cùng nhau phân tập tu viện Quảng Hưng Già Lam, thực hiện tinh thần tri ân báo ân, thắt lòng câu uống nước nhớ nguồn, tiếp nối truyền thống nhà Lam, cử hành lễ hiệp nghị trước sự chứng minh của Tam Bảo và hiện tiền tịnh đức Đại Tăng, đã mang đến cho chúng con nguồn năng lượng an lành. Chúng con hiện tiền lam viên và toàn thể gia thân quyến thuộc xin đại vị chư giác linh, chư chân linh, chư hương linh chí thành dân ba lễ cúng dường chi ân chư tôn đức. Sau đây chúng con xin phép được nương nhờ oai lực nguyện lực hộ niệm của chư tôn đức để kính dâng lời cảm niệm chư giác linh chân linh hương linh, ngưỡng bái bạch chư giác linh chư tôn đức ân sư. Kính thưa chân linh hương linh chư vị sáng lập viên bảo trợ, gia trưởng huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử, gia đình kính lạy chư tôn linh, với tâm ân khai lại gìn giữ truyền trao xây đắp nghĩa gia đình, vinh dục không màng danh lợi chẳng ham, tự tại thông dong thả thuyền trong gió chướng, dương cao vượt truyền thống vượt thời gian, 55 năm lớp lớp hàng hàng kết tay nhau lắng trình không gián đoạn, chư tôn đức ân sư đã che chở giáo dục dành cho đàn con tất cả những tình thương của người thầy, của người cha và cả người anh chị áo lam thân thương. Sung sướng, hạnh phúc và tự hào khi tinh thần của chúng em sống trong tổ chức gia đình Phật tử, một tổ chức được hình thành với mục đích và lý tưởng vô cùng cao đẹp. Nơi đó có những người anh, người chị suốt cuộc đời mình phụng sự đạo Pháp, phụng sự dân tộc và phụng sự nhân sinh, báo chướng duyên cho cuộc sống đời thường không làm các anh chị chùn bước, bao nghịch cảnh bất công không làm luôn ao nóng những tấm lòng yên chung với tổ chức áo lam. Thế hệ tiếp nối hôm nay, chúng con, chúng em xin đồng nguyện khuyến tấn nhau trong quá trình sinh hoạt và tu học
lục hòa trên dưới, xây dựng gia đình bằng tình thương, bằng nụ cười, tiếp tục nhận khăn, vượt thắng chướng duyên, biết tiếp trang sử lan gia đình, Phật tử gia đình, thì xứng đáng với tình thương và tâm nguyện của chư tôn đức ân sư và của các vị tiền nhân lo lắng cho vận mệnh của tổ chức. Kính nguyện chư tôn linh siêu sanh tịnh độ, vượt qua bể khổ, thoát khỏi tha bà, xen vàng chính phẩm chỗ hoa, pháp thân hiện đức Di Đà thọ ký, hiện tiền tam viên gia đình Phật tử gia đình, khể thủ dân lời cẩn bạch, cảm niệm thông ân, cúi mong chư tôn linh chứng minh cho lòng thành của tất cả nhân viên gia đình, cho chí nguyện thọ trì và giữ gìn mạng mặt nhà lâm truyền thống. Nam mô siêu thắng độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh, hôm nay trong lễ hiệp kiện do ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình chúng con tổ chức, chúng con được cung đón chư tôn đức Quan Lâm chứng minh cử hành pháp sự. Giờ này chúng con chí thành hướng về quý ngài, thành tâm đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh ban đạo từ cho chúng hội đạo tràng. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tạc Đại Chứng Minh. Nam mô Hiền Thiền Công Đức Tam Tạc Đại Chứng Minh. Kính thưa tất cả anh chị em của ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia đình cùng cả đơn vị gia đình Phật tử và tất cả đoàn sinh Phật tử có mặt hôm nay. Kính thưa tất cả anh chị em, hôm nay trong ngày hành lễ Đức Từ Phụ của A Di Đà Như Lai, một Đức Phật được Bổn Sư chúng ta Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai đã giới thiệu cho chúng ta về đức tính đời sống của ngài, để tất cả chúng ta cùng phát nguyện hướng về đời sống của ngài, thành tựu đời sống của ngài. Và đức tính của Đức Phật A Di Đà Như Lai được Bổn Sư chúng ta nêu rõ hai đại tính căn bản nhất, đó là thọ mạng vô lượng và ánh sáng vô lượng. Thọ mạng vô lượng chỉ cho đời sống bất diệt của Đức A Di Đà Như Lai. Tất cả muôn loài đời sống của họ do nghiệp lực mà diễn ra bất tận trong biển khổ không bờ không bến, thì Đức A Di Đà Như Lai lại có một đời sống bất diệt được hình thành bởi các phẩm chất của một vị Phật Đà. Đó là những phẩm chất được thành tựu qua sự tu tập vô lượng vô số kiếp. Và muôn loài do cái sự tham ái của mình thúc đẩy từ những nhận thức sai lầm mà đời sống trở nên khổ đau, thì Đức Phật A Di Đà đã thành tựu cái trí tuệ có một ánh sáng không bao giờ bị trở ngại nơi vô lượng Phật độ. Có nghĩa rằng sự thấy biết của ngài không bao giờ bị tối tăm, bị trở ngại nơi tất cả các Phật sự của mình. Vì điều đó, hai đặc tính đó Đức Phật Bổn Sư đã giới thiệu cho tất cả những người có Phật theo ngài thực hành trong đời sống của mình. Và gia đình Phật tử Việt Nam nói chung cũng như gia đình Phật tử gia đình nói riêng đã trải qua như vừa rồi, vì vinh trưởng của gia đình Phật tử gia đình đã nêu lên trải qua 55 năm tiếp nối truyền thống của các vị sáng lập, các vị bảo trợ, các vị huynh trưởng đi trước, để luôn luôn
giữ lấy ngọn đèn chánh pháp mà tu thân hành thiền và chuyển hóa không những bản thân của mình mà còn giáo dừa dục cho các đàn em của mình được tiếp nối ngọn đèn bất tận đó của các vị tiền bối hữu công đã trao quyền. Mặc dầu trải qua rất nhiều cái thăng trầm nào lịch sử, gặp rất nhiều khó khăn, thì gia đình là Phật tử Việt Nam và gia đình là Phật tử gia đình vẫn tiếp nối được cái đời nguồn mạch sống của mình, mạch sống của Lam Tiên, một mạch sống được thực hiện theo truyền thống, theo đức tính của Đức Phật A Di Đà, đó là bất diệt đối với lý tưởng của mình, bất diệt đối với những phẩm chất tốt đẹp mình thực hiện trong thân khẩu ý của mình, bất diệt trong hành nguyện giáo dục đàn em của mình và phục vụ lợi ích tốt đẹp cho đời sống của xã hội. Để tất cả đời sống bất diệt đó sẽ còn được tiếp nối và sẽ được thực hiện trong chánh pháp của Đức Phật, một chánh pháp hướng dẫn tất cả các anh em luôn luôn tỏa ra cái ánh sáng của trí tuệ trong cái tâm thanh tịnh của mình. Vì vậy trong ngày hôm nay, hiện tiền tăng và xin cầu nguyện và chúc tất cả gia đình Phật tử Việt Nam nói chung và với các em gia đình Phật tử gia đình nói riêng sẽ trưởng thành, sẽ lớn mạnh trong đời sống bất diệt đó, để có thể là thực hiện mãi mãi cái tâm nguyện chuyển hóa đời sống của mình theo ánh sáng của thánh pháp Phật dạy. Xin cầu chúc buổi lễ của tất cả các em được hoàn thành tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng đã ban cho chúng con những lời đạo từ để chúng con đi vào đó mà tu học. Chúng con nguyện y giáo phụng hành lời dạy của Thầy để làm hành trang trên bước đường phụng sự, lý tưởng được nhiều nhẫn đàn em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, lễ hiển thị của gia đình Phật ở gia đình chúng con giờ này đã thập phần viên mãn, cho phép chúng con được giới thiệu và kính mời huynh trưởng cấp tấn Diệu Trinh Nguyễn Thị Tuyết, tổng thư ký ban hướng dẫn, trưởng ban tổ chức lễ hiển thị dâng lời cảm tạ. Tiền chứng minh, kính thưa toàn thể đạo tràng hiện diện, chương trình lễ hiệp kỵ của ban dẫn gia đình Phật tử gia đình với đầy đủ muôn duyên lành giờ này đã thập phần viên mãn. Thay mặt ban hướng dẫn và ban tổ chức, chúng con thành tâm đem đầu đảnh lễ và tri ân Chư Tôn Đức, ân sư cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử gia đình và quý đơn vị trực thuộc. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức trong ban kinh sư. Quý Ngài đã đáp lời cầu thỉnh của chúng con, hoan hỷ quan lâm chứng minh, gia tăng chú nguyện, tuyên hành pháp sự để tất cả chúng con được ân riêng công đức. Chúng tôi cũng xin được cảm niệm công đức của quý anh chị ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, quý anh chị ban hướng dẫn các tỉnh thị, quý anh chị ban chấp hành và cụ huynh trưởng Trung ương, quý gia đình thân quyến của Chư Tôn Linh, quý vị ân nhân bảo trợ, quý anh chị nguyên là cụ ủy viên, phụ tá ủy viên ban dẫn gia đình Phật tử gia đình đã hiện diện tham dự đồng hộ niệm để góp phần công đức trang nghiêm cho buổi lễ hôm nay.
chúng tôi cũng xin được tán thán công đức của quý anh chị trong ban tổ chức lễ hiệp trị, quý đơn vị trực thuộc đã thành tâm cúng dường công đức chu toàn Phật sự theo phần hành được giao phó để buổi lễ được thành tựu nhân nguyện. Chúng con thành tâm nguyện cầu chư Phật gia hộ, chư tôn đức pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, kính chúc toàn thể liệt quý vị và gia quyến thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố, luôn sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát A Ha Tát. Cho phép chúng con được cung tiễn chư tôn đức hồi đi phương trường.